Mời thí sinh tiếp theo. Dạ em xin chào hai anh giám khảo ạ. Em xin chào anh MC Tiến Luật ạ. Cô giao chú rể hả? Giới thiệu đi. Dạ em tên là Mỹ Ngân. Em tên là Duy Khanh. Mỹ Ngân và Duy Khanh, hai bạn đang làm gì? Dạ công việc hiện tại của em là ký nhận hàng hóa ạ. Còn em làm bartender ạ. À là em làm bên hàng không á hả? Dạ không anh, ký nhận hàng hóa ở chành xe tải anh. Là bên hàng không đó. Đối là em phải đối diện với hàng không. Không, hiểu không? Dạ. Ừ, đừng có cãi anh, đúng không, đúng không? Đúng rồi anh. Ừ, đó. Nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 24 tuổi. Còn trẻ. Còn em 23 tuổi. Hai bạn quen biết sao? Dạ, cũng nhờ đi thi mới quen anh. À. Em ở ngoài Bình Định, còn chị thì ở trong Sài Gòn. À. Hai đứa giống đi thi thanh lịch quá à. Thanh xuân, đẹp. Dịu. Dạ. Hai đứa mình dây body mỏng slim fit. Trời ơi. Cái cưng quá, thấy cưng bộ đồ quá. Rồi thôi thi đi nè. Dạ cho em chuẩn bị đạo cụ á. Ừ ráng vui nha cưng. Dạ. Rồi. Rồi đứng đây. Cho em bắt đầu đi anh. Cái đó phải đưa lên kia mới vui nha. Nhớ nha. Đưa lên kia mới vui nha. Rồi chuẩn bị 60 giây bắt đầu. Tội thằng em của tôi. Năm ngoái thi thách thức danh hài không ai cười. Về buồn không biết làm gì. Mới lấy hình nu của Tiến Luật ra coi rồi ói chết. Tôi có tật hay nhớ nó. Mà mỗi lần nhớ nó là tôi phải lao tấm hình. Mỗi lần nhớ nó là tôi phải lao tấm hình. Mà tại số này nó đen. Lúc hấp hối nằm trong bệnh viện đáng lẽ là cứu được rồi đó chứ. Tự dưng ở đâu trên TV chiếu cảnh Trường Giang đang tắm. Thằng nhỏ thấy vậy tắt thở chết luôn. Nói tới tôi là đã chiến thắng vang rồi. Thắng một trận rồi đây ai thật là tài giỏi. Cảm ơn. Nói chung là sắp tới rồi đó. Sắp tới. Trời ơi. Tôi không có gì mà không tới hết á. Dạ còn đoạn nữa. Biết, biết. Biết mà thì phải ba đứa mới đủ bộ cơm lê. Biết. Cho nên khôn cười trước á. Nhưng mà vấn đề là tại vì hai bạn đưa ra cái điều này thông minh. Nó lạ. Lao rồi lao cái mặt của bạn kia này nọ. Rất là cưng cái hình thức nó lạ. Rồi 2 triệu khuyến khích. Mà tại sao cô này có nghĩ kịch bản gì mà cô nghĩ tới cái chuyện Tiến Luật nâu rồi tôi tắm không vậy ta? Bộ đàn ông của chúng tôi phải 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 nguyên thủy như vậy bạn mới thích hả? Thường người ta nói là con người mình á à. Là một cơ chế sinh học rất là tuyệt vời. Thiếu cái gì là nghĩ cái đó. À có nghĩa là à, thèm à. Cái gì là ăn cái đó. Đúng à, cái đó không phải. Em đã bao lâu rồi những người đàn ông không đến với em? Chị có ghệ rồi anh. Cái gì? Chị có ghệ rồi. Hả? Yêu gái hả? Dạ không anh. Sao nó có ghệ? Có bạn trai. À bạn trai nó gọi là có kép. Có kép cho nó có ghệ. Có bồ anh chứ không phải có ghệ. Ờ. Đã có bạn trai rồi. À hiểu luôn, tội nghiệp bé. Vậy mà vẫn nghĩ tới những chuyện này. Không phải tội nghiệp. Chắc thằng đó nó không có chịu. Không ổn, cậu đó không ổn. Không ổn. Nhiều khi người ta cũng hơi... Dạ không, cái này là mấy anh trong chương trình chú anh. Mấy anh trong chương trình nghỉ. Vậy là mấy anh trong chương trình không ổn rồi. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Muốn ăn tôi với thằng Giang lắm nè. Cái gì? Thì đó, cái thèm cái gì mới làm đòi ăn cái đó, hiểu không? Luật ơi. Ở nhà dạo này kiến bể hết rồi hả Luật? Cái gì vậy? Lâu rồi. Ơi. Lâu rồi không xem phiền. Lâu rồi không xem phiền không Luật? 60 giây bắt đầu. Rồi, tiếp luôn. Hai em có chơi tiếp không? Dạ, em đi tiếp ạ. Rồi. Em ơi, xuống lấy đạo cụ nha anh. Anh nhắc nè, diễn như cái nét hồi nãy chân thật như vậy là hợp lý đó nha. Đừng có cố tình diễn hơn nữa. Và quan trọng nói chuyện nhấn nhá hơn một tí cho nó đậm đà hơn nha. Vậy thôi, ok. Dạ, xong rồi anh. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Thưa chánh án. Mà thôi khỏi thưa. Hả? Mời bị cáo Võ Vũ Trường Giang đứng dậy. Đúng không ạ? Dạ, đứng. Xin được giới thiệu với mọi người, đây là thân chủ của tôi. Cảm ơn ông, mời ông ngồi. Mời ông Huỳnh Trấn Thành đứng dậy. Dễ gì thoát được.
Lý do vì sao ông kiện thân chủ của tôi? Ông Quỳnh Trấn Thành là thân chủ của tôi, cho nên tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Mời ông ngồi. Trong thời gian tôi suy nghĩ câu trả lời thì mời ông đứng lên lại. Tôi đã có câu trả lời rồi, ông đứng tiếp đi. Thân chủ của tôi kiện ông vì lý do. Tại sao ông biết thân chủ của tôi kỵ số 10 mà ông vẫn đặt tên nhà hàng của ông là 10 khó hả? Mời ông đứng dậy trả lời. Tôi sẽ trả lời thay cho thân chủ của mình. Mời ông ngồi xuống. Lý do là vì thân chủ của tôi bao lô con số 10 mấy ngày mà khó ra, cho nên là tức quá về mở nhà hàng đặt tên là 10 khó cho bỏ ghét vậy thôi. Thử hỏi bà Thu Trang, mở nhà hàng thịt bò lại lấy tên là thích bò, sao ông không kiện mà kiện thân chủ của tôi? Ê ê, nói gì đó? Hiểu dạ. Không nha, bữa nay khách đông bực mình trong người nha. Quân đã chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây, bà thật là tài giỏi. Ủa bà đâu rồi, À bà, dạ bà ở ngoài đó đó anh. Trong đứng clip á, trong cái hàng. Biết mà, nhưng mà ý là cái clip ở đâu vậy? Dạ. Clip gì? Chè. Trong kịch nào á? Chè 3C ạ. À. Quán chè 3C. Ông Trung không nhớ trời. Không nhớ, sao nhớ được bao nhiêu kịch rồi. Thông minh, hợp lý, chịu, thanh xuân. Hai bạn vừa có 10 triệu đồng. Thông minh, nhưng mà nãy tụi em đài anh Duyên Giang nữa là có thêm một nụ cười nữa. Em cứ bắt anh đứng lên ngồi xuống mà lý giải lý do thiệt là hợp lý, hiểu không? Cứ bắt đứng lên ngồi đưa xuống vô đó. Em đưa bệnh vô. Ừ. Chủ tôi đang bị tiểu đường không đứng nhiều được cái gì đó. Đưa vô hai đứa bị bệnh vô. Hiểu không? Bị xương khớp bị gì đó. Thân chủ tôi bị cái bệnh mà khó nói. Hiểu không? Mà vừa em vừa nói xong có nghĩa là em lý giải cho người ta là người ta không đứng lâu được. Mà em còn bắt người ta đứng lên ngồi xuống nhiều hơn nữa đó. Em hiểu không? Rồi sao bắt khán giả đứng luôn, hiểu không? À. Thôi bây giờ tôi nghĩ là gì là thân chủ của tôi là tôi không có tiền đứng. Đó bây giờ thì cả trường quay đứng lên đi rồi cho thân chủ tôi ngồi xuống. Kiểu như vậy. Đang vui đó. Cái kịch của tụi em đưa ra nó rất là văn minh. Cái hình thức này nó mới mẻ, nó hiện đại, nó lạ. Và quan trọng là nó cực kỳ bắt tâm lý. Tại vì cái kịch tụi em đưa ra là có loại kịch có tương tác. Thành thử ra là người ta sẽ không có đủ thời gian để người ta ngồi ta phân tích, để người ta suy đoán cái gì cả. Và người ta phải theo dõi tụi em. Đó là cái điều thông minh mà tụi em đưa ra. Cảm ơn hai đứa. 10 triệu rồi đó. Rồi tụi em quyết định đi tiếp ạ. Ghê à, luật sư biện hộ nãy giờ tưởng coi phim cái giá của tội ác chứ. Tụi em sẽ tiếp tục luật sư luôn. Tiếp tục đây luôn hả? Dạ. Khúc sau vui không? Dạ hơi xui. Nếu mà cảm thấy là không vui mạnh thì đổi khác. Còn nếu cảm thấy vui mạnh thì làm luôn, mà trong thời gian không cười nhảy qua khác luôn. Dạ. Rồi ha. Sẵn sàng rồi anh. Rồi 60 giây của hai em bắt đầu. Theo điều tra lâm sàng thì lý do bà Thu Trang đặt tên nhà hàng của mình là thích bò là bởi vì bà Trang thương chồng mình, cho nên bà ấy đã lấy hình ảnh của chồng mình để đặt tên cho nhà hàng. Tại sao thân chủ của tôi không kiện bà ấy? Là bởi vì thân chủ của tôi biết rõ chánh án ở đây nằm dưới kèo của bà Thu Trang. Về cái vấn đề này tôi xin được mời chánh án đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi. Đề nghị mấy quan nói gì đó bất cực. Hiểu không nha, bữa nay khách đông bực mình trong người nha. Mời bảo vệ giữ bà Thu Trang lại. Rồi tiếp. Thì được không? Hai bạn đang có 20 triệu. Nếu như chiến thắng vòng này các bạn sẽ được 40 triệu. Hiện tại là được 20 triệu rồi đó. 20 triệu rồi đó. Bây giờ nếu vòng nữa là 40 triệu và chắc chắn vào gala có cơ hội để lụm gạo nữa. Dạ tụi em quyết định thi tiếp ạ. Đó, phải vậy. Đó, phải vậy chứ. Bây giờ trước khi vào giờ 4 triệu anh muốn hỏi thêm nè. Bây giờ bạn trai ước mơ lớn lên sau này của anh em làm cái gì? Dạ em lớn lắm vậy thì rồi anh. À dạ. Xin lỗi em. Dạ. Ý là xin lỗi em. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 23 tuổi. 23 tuổi rồi, bây giờ mình đã đi làm chưa? Dạ em đang đi làm ạ. Làm gì? Làm bartender. Bartender rồi, có muốn làm chủ nhà hàng để mướn bartender về làm công việc của bartender không? Dạ đó, dạ có ạ. Có, thì ước mơ là làm chủ nhà hàng đúng không? Dạ. Gái ước mơ là gì cưng? Lấy được cái ông kia.
Vâng. Dạ không, ước mơ của em là được đi diễn hài. Vậy luôn hả? Mê hài hả? Tại sao tới bây giờ chưa chịu đi học, nó chưa theo nữa? Tại vì ở nhà không có cho. Nhà không cho hả? Lý do nhà không cho? Thì tại vì không biết sao không cho nữa anh. Anh thấy em có năng khiếu đó, em rất là bình tĩnh đó nha. Nếu bây giờ mà lấy được 100 triệu chắc chắn nhà sẽ nhìn lại. Vì cầm. Sao? Khả năng có mới lấy được 100 triệu chứ. Đừng nói tân trăm, lấy 40 thôi là gia đình suy nghĩ khác rồi. À, đang tươi à. Sao mà người yêu có cho? Dạ cho anh. Người yêu ủng hộ không? Dạ ủng hộ. Không ủng hộ ba bỏ rồi. Sao anh biết hay vậy? Nhìn mặt em là cũng đông. Mê hài hơn mê bồ mà. Chứ sao? Đúng không? Dạ. Quen bồ nào không hài cất luôn. Rồi, chơi nha. Thế tự nhiên bẻn lẻn cái trời. Mắc cỡ. Bây giờ mình làm tiếp tục sau cái khúc hồi nãy nha. Đừng làm lại khúc đó, mất thời gian. Tụi em làm cái khác. Cái khác. Ờ dạ. Ờ vậy tốt nữa. Thoải mái lên em sao cái gì á. Thoải mái chị mới mắc cười chứ. Rồi, thoải mái lên chị mới mắc cười nha. Rồi ha. 60 giây bắt đầu. Vệ sinh sạch sẽ tôi hài lòng. Tình hình sinh sản như thế nào? Dạ mới sinh được một lần ạ. Cách đây bao lâu? Dạ 7 năm. Lâu quá, không có dấu hiệu sinh sản tiếp sao? Dạ dạ chưa ạ. Triệt sản. Nhưng mà em ơi, thêm nữa, phải thêm, phải nữa. Thêm nữa. Anh muốn biết đó là cái con gì? Đúng, tôi đang chờ đó. Cái con vậy gì đang triệt sản đó vậy? Phải nói thêm nha. Dạ, vậy bây giờ được